Chào mừng các bạn đến với máy in Vũ Gia. Đây là con máy in HP Laser ZM236SDW. Video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách reset Wi-Fi trở về chế độ mặc định của nhà sản xuất. Tại sao lại phải reset về chế độ mặc định của nhà sản xuất? Vì là một cái máy mà khi mới xuất xưởng ấy, thì tất cả mọi cái thông số nó ở chế độ mặc định thì không phải bàn rồi. Nhưng đây là một chiếc máy cũ và máy các bạn cũng vậy, các bạn có thể là mua cũ thì cái wifi của các bạn, cái người dùng trước đó không biết là người ta đang cài đặt ở cái chế độ nào, IP tĩnh, IP động hay là cái thông số cái gì đó người ta chỉnh mình không biết được. Các bạn về các bạn cài, có thể các bạn cài thành công hoặc là không thành công. Nếu các bạn cài thành công thì ok, còn không thành công thì các bạn phải thực hiện cái thao tác các bạn reset lại wifi thì các bạn cài đặt mới được các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách reset wifi để trở về chế độ mặc định của nhà sản xuất. Để reset các bạn làm như sau. Đầu tiên các bạn để ý cho mình cái chữ Y đây này, các bạn nhấn và giữ cái chữ Y cho mình khoảng 3 giây, 1 2 3, các bạn nhả tay ra. Rồi ở đây tất cả các nút chữ X rồi mũi tên xuống và wifi và chữ Y nó đều sáng hết. Bây giờ các bạn dùng hai ngón tay các bạn ấn đồng thời cùng một lúc cái phím chữ X và cái phím wifi dùng mình nhá. Các bạn phải ấn đồng thời cùng một lúc nhá, chứ không phải cái trước cái sau. Bây giờ mình sẽ ấn các bạn này. Các bạn ấn giữ khoảng 2-3 giây, các bạn nhả tay ra. Rồi. Đó, mình nhả tay ra. Các bạn ý, cái màn hình cái số đang quay, các bạn chờ cho nó quay, nó đang thực hiện quá trình reset đó các bạn. Quá trình này có thể mất khoảng 30 giây cho tới 1 phút. Các bạn chịu khó ngồi chờ. Rồi, máy in đang khởi động lại, cơ đang quay. Rồi, vậy là các bạn đã reset xong và reset thành công. Khi các bạn reset xong thì cái đèn wifi này ấy, nó sẽ chớp chớp như vậy. Đúng với tiêu chuẩn của hãng bán ra khi các bạn một cái máy bán mới ấy, là nó sẽ chớp chớp như vậy các bạn này. Đó, hoặc có thể là nó để chế độ tắt luôn như vậy cũng có. Đó. Rồi, máy chưa khởi động xong, nhìn chung là nó chớp chớp như vậy là ok rồi các bạn. Các bạn đã reset thành công rồi đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn thấy video hữu ích thì nhớ nhấp vào nút like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video bên mình chia sẻ thường xuyên trên kênh YouTube Máy in Vũ Gia. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.